Nếu muốn tìm tới những mảng văn học màu xám và dày dứt, tác phẩm 5 cm trên dây của tiểu thuyết gia Shinkai Makoto chính là nơi bạn có thể ghé vào. Một nội dung đơn giản, những bối cảnh quen thuộc, nhưng sao nỗi buồn trong câu chuyện lại chẳng bao giờ có thể ngồi ngoài. Đọc 5 cm trên dây và nhìn nhận bản thân, có lẽ chúng ta phần nào cũng cảm nhận được những tiếc nuối của nhân vật chính, bởi đâu đó trong thâm tâm, chúng ta cũng chính là những người đã từng bỏ lỡ cơ hội. Hãy cùng nhau đến với những cảm nhận sâu sắc của tác giả Thu Thảo tại Spider -Room để hiểu câu chuyện 5 cm trên dây và cũng để hiểu bản thân mình hơn nha. Không phải ai cũng thích câu chuyện trong 5 cm trên dây tiêu biểu như mình, có cho tiền mình cũng không thể đọc lại 5 cm trên dây một lần nữa đâu. Nhưng mình vẫn nhớ mãi cuốn sách. Đầu tiên là về cái tên 5 cm trên dây, thật là ấn tượng. Và thứ hai là về những hình ảnh ẩn dụ nhiều ý nghĩa mà tác phẩm mang đến cho bạn đọc. Tiểu thuyết 5 cm trên dây là một áng văn chương tiêu biểu của Shinkai Makoto, tác phẩm được ra mắt vào năm 2007 cùng với một anime cùng tên. 5 cm trên giây, là câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của nhân vật chính Tono Takaki và sự khắc khoải của cậu về mối tình đầu tiên với nhân vật Shinohara Akari. Takaki gặp Akari lần đầu khi đang học cấp 1 và nhanh chóng phải lòng cô bé. Nhưng Takaki trước khi hiểu rõ lòng mình thì gia đình cậu đã chuyển đi vì lý do công tác. Sau sự xa cách bất ngờ ấy, cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau qua những bức thư để lại đằng sau biết bao dự định và ước hẹn còn dang dở. Theo suốt con đường phát triển của Takaki, cậu đã gặp gỡ nhiều người khác nhau. Có người yêu cậu nhưng cậu không động lòng. Cũng có những người cậu yêu nhưng lại phải rời xa. Takaki vẫn luôn khắc khoải và đau khổ. Bởi lẽ trong tất cả các mối tình về sau, cậu luôn thất bại vì không thể trao cho họ một tình yêu trọn vẹn. Quá vân vương về mối tình đầu, cậu trở lại quê cũ. Và tình cờ thay, cậu thấy một cô gái giống hệt Akari. Câu chuyện thổi nhỏ dường như quay lại khi cả hai người đều đứng ở hai bên của một đoàn tàu đang chạy. Takaki tự nhủ, mình sẽ tiến lên, nắm lấy cơ hội này nếu như đoàn tàu chạy qua và cô gái kia vẫn đứng bên kia đường dây đợi cậu. Nhưng liệu khi khói tan, cậu có thể tìm lại đúng cô gái năm nào hay không? Bộ truyện kết thúc để lại trong lòng người đọc biết bao nhiêu dư vị. Khác với các tác phẩm khác của Shinkai Makoto thường có đặc trưng là các yếu tố kỳ ảo, 5 cm/giây trên giây, lại có nội dung đơn giản và kết cấu vô cùng chậm rãi. Nhịp điệu của những câu chữ như đang giúp người đọc cảm nhận được chính nỗi day dứt và mệt mỏi của hai nhân vật chính là Takaki và Akari. Một mối tình đầu hoàn hảo đẹp như mơ thế nhưng lại bị chia cắt bởi hiện thực khắc nghiệt bởi khoảng cách địa lý mà trở nên phai mờ. Xa mặt thì cách lòng, cho dù cậu bé học lớp 7 năm nào mãi mãi khắc ghi trong lòng hai chữ Mãi yêu, nhưng rồi tình cảm đó vẫn phai nhạt theo thời gian, cho dù họ đã hứa sẽ liên lạc với nhau, nhưng rồi cả hai vẫn dần trở thành hai người xa lạ. Mối tình đầu trở thành một lời nguyền không thể hóa giải, để rồi trở thành khuôn mẫu cho các mối tình tiếp theo của Takaki, để rồi thất bại, để rồi mãi đau đớn và dây dứt. Và có lẽ để lại dấu ấn lớn nhất trong lòng người đọc chính là hình ảnh cánh hoa anh đào. Trong những ngày thơ bé, Akari đã từng nói với Takaki rằng tốc độ rơi của cánh hoa anh đào là 5 cm trên giây. Để rồi mỗi khi nhớ về cô, anh lại bàng hoàng mà nhận ra rằng nếu vận tốc hoa anh đào rơi 5 cm trên giây thì chắc chắn nó sẽ không đẹp đến như thế. Nếu khoảng cách giữa em và tôi là 5 cm thì chỉ cần một giây là đến được với em chứ không phải là một đời người. Cánh hoa anh đào vẫn rơi còn Takaki đã không thể giữ được tình yêu của chính mình Cánh hoa anh đào ở đây là gì? Có lẽ chính là tình yêu, có lẽ chính là tuổi trẻ, cũng có thể là một người nào đó. Cách cánh hoa anh đào rơi dường như khiến ta bất giác liên tưởng tới chính bản thân mình. 5 cm trên dây là một tốc độ rất chậm, nhưng có lẽ cũng lại rất nhanh. Cũng giống như tuổi trẻ đã trôi qua sẽ chẳng thể trở lại một lần nữa. Cũng giống như cách mà một người nào đó đi ngang qua cuộc đời chúng ta, vội vàng và lặng lẽ. Trong suốt cuộc đời trải dài 80 năm của chúng ta, những người ấy có nhiều không? Có lẽ là có, nhiều lắm. Thời gian qua đi, lòng người đều thay đổi, rồi kể cả những người đã từng nghĩ rằng rất đỗi thân quen, đến một ngày cũng sẽ dần chạy khỏi quy đạo của nhau, chỉ còn lại sau lưng những hồi ức và những tích nuối mà thôi. Tình yêu xuyên suốt cả tác phẩm xuất hiện cùng hình ảnh đoàn tàu và những cánh hoa đào rơi mang một lời nhắn nhủ của tác giả. Trong suốt tháng ngày trưởng thành của Akari và Takaki, họ chưa bao giờ thôi nghĩ về nhau, thế nhưng họ vẫn không một lần bày tỏ, cũng chưa một lần trở lại. Vì sao vậy? Có lẽ mỗi một mối quan hệ đều có một thứ gọi là thời điểm. Nếu như đã qua thời điểm ấy rồi, mọi thứ sẽ chẳng thể được như xưa. Cũng giống như cách Takaki bắt trượt những cánh hoa rơi thì tình yêu của cậu cũng vậy. Chỉ còn là những hồi ức mà cả hai đều chẳng thể quên. Có thể cả Takaki và Akari đều đã trưởng thành. Họ đều buông tha cho cái tôi của mình, buông tha cho những bùng bột và cảm xúc thuở thiếu niên để chấp nhận và có những định hướng khác nhau. Thế nhưng, Takaki cho đến cuối cùng, anh vẫn không thể quên được mối tình đầu. Chính vì vậy, anh đã quay lại miền quê xưa. Hình ảnh chuyến tàu chạy ngang ẩn dụ cho những chướng ngại vật trong cuộc sống. Sau chuyến tàu ấy, nếu như phía bên kia đường dây không còn là cô gái mà anh mong đợi, liệu chàng trai có còn tiếp tục cố gắng hay anh vẫn sẽ bị động chờ đợi một cơ hội khác để rồi tiếp tục lặp lại những sai lầm trước đây. Chính hành động chờ đợi không dứt khoát, không chủ động của Takaki đã khiến anh không thể nào hoàn thành ước mơ của chính mình. Đôi khi, chỉ một đoàn tàu chạy ngang cũng không còn ai nguyện ý đứng lại chờ ta, chỉ có cách chủ động hơn, dứt khoát hơn mới có thể giúp ta giữ lại được những cơ hội cho chính mình và cũng giống như những cánh hoa anh đào rơi có lúc rơi từng cánh có lúc lại thả xuống từng bông có người đưa tay là chạm được lại có những người luôn trượt mất những cánh hoa bay nhưng cho dù thế nào thì cánh hoa trong tay mình vẫn luôn là cánh hoa đẹp nhất vì vậy xin đừng quá đám chìm trong sự tiếc nuối với những cánh hoa đã qua cũng đừng mãi mộng tưởng về những cánh hoa bạn không thể nắm giữ hạnh phúc cũng như những cánh hoa trong lòng bàn tay hãy trân trọng những gì mình có nhé 5 cm trên dây chưa bao giờ là câu chuyện mà mình yêu thích. Mình hợp gu với những bộ truyện như là Harry Potter, Gone Girl, Sự im lặng của bé Cừ, Huyền thoại, vân vân. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian sau khi mình đọc 5 cm trên dây, mỗi khi mình đi qua một tán cây mùa thu, mình đều tự hỏi, có bao giờ ngay trong khoảnh khắc này cũng có một người một mối quan hệ đang dần rời xa mình như thế hay chăng? Có lẽ văn học chính là đời sống và thiên nhiên cũng đang dạy chúng ta theo cách của nó. Hãy đừng ngần ngại tìm đọc thử 5cm trên dây bạn nhé.